Đức Thịnh, Trấn Thành cứ nói yêu nghề nhưng đòi cách xê cao nhất Việt Nam không bớt phục đồng. Vừa ra buổi ra mắt giới thiệu dự án phim hài Nhân Gian Tràng Quỳnh đã diễn ra trước sự chú ý của nhiều khán giả. Đây là bộ phim điện ảnh cổ trang mà đạo diễn Đỗ Đức Thịnh thai nghén từ rất lâu và dự kiến phát hành vào tháng 12. Dàn diễn viên chính phim bao gồm Trấn Thành, Quốc Anh, Nhã Phương, Khả Như và Đông Dương. Trong đó nổi bật nhất là Trấn Thành và Nhã Phương. Mặc dù chỉ vào vai chính nhưng đạo diễn tiết lộ các sơ giải cho Trấn Thành cực khủng, có thể nói là nhất Việt Nam. Tạo hình của Trấn Thành trong phim mới được khen khá dễ thương. Trấn Thành sẽ vào vai một người bạn của Trần Quỳnh, nhưng nhân vật được cho là chuyên gia phá hoại, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm. Chính vì thế, sau khi đọc kịch bản, Nam Nhân Hài quyết định nhận và đầu tư khá nhiều thời gian tâm huyết để hoàn thành. Trong buổi họp báo, Trấn Thành cũng thú nhận trái cuộc đời chưa có phim nào nên hồn cả, có thể vì duyên với điện ảnh chưa tới. Những phim trước đây nhận vì mối quan hệ hoặc cách xê, nói thẳng ra thì tôi tự thấy bản thân cũng vô trách nhiệm với nghề. Sau khi Trấn Thành giải bày tâm sự, đạo diễn Đức Thịnh tiết lộ thông tin rằng kinh phí bộ phim vào khoảng 20-22 tỷ đồng, trong khi đó cách xê trả cho Trấn Thành khủng nhất. Đạo diễn cũng hóm hỉnh nói rằng Trấn Thành cách xê cao nhưng năn nỉ bớt hoài, không bớt mà cứ nói yêu nghề. Thứ phim Trang Quỳnh là cách xê cao nhất Việt Nam. Là một trong những danh hài hàng đầu Việt Nam, mức cách xê để trả cho Trấn Thành không phải rẻ. Có lẽ nam danh hài chỉ thua cách xê của Hoài Linh mà thôi. Từng có thông tin tiết lộ cách đây vài năm, Nam Nhân Hài chỉ xuất hiện trên truyền hình làm MC. Anh đã thu về cho mình tầm 30 triệu đồng mỗi tập. Còn với các chương trình bên ngoài, một bộ show tiết lộ để mời Trấn Thành thì cả giá lên tới 6.000 đô. Còn riêng địa phận điện ảnh, vì chưa có vai diễn nào khẳng định tên tuổi, nên Trấn Thành thường xuyên chỉ nhận theo kịch bản hoặc theo lời của người quen. Vì không quan trọng quá cách xê nên con số chưa đến mức tiền tỷ, có khi còn thấp hơn cả Tiền Giang. Nhưng đến thời điểm hiện tại, với lời khẳng định của đạo diễn Đức Thịnh, có lẽ mức cách xê của Trấn Thành đã vượt mặt đàn anh, đàn chị, chưa kể tiền đầu tư vào phim khoảng vài phần trăm. Khả Như gặp nạn nghiêm trọng trên phim trường khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo những hình ảnh được tiết lộ, nữ diễn viên không rõ bị tai nạn gì mà ngã ra nền đất và chảy máu khá nhiều. Những hình ảnh này đã khiến người hâm mộ của cô nàng vô cùng hoang mang và lo lắng. Trước những hoang mang của dư luận, đại diện nữ diễn viên cho biết cô hoàn toàn không gặp bất cứ tai nạn nào trên phim trường như những tin đồn đã lan truyền. Theo đó, những hình ảnh này là hậu trường của bộ phim Vi Cá Truyền Diện sắp ra mắt vào ngày 26 tháng 10 mà nữ diễn viên Khả Như đã tham gia. Đoàn làm phim Vi Cá Truyền Diện luôn đảm bảo yếu tố an toàn cho các diễn viên trong quá trình quay, do đó việc xảy ra sự cố đáng tiếc là hoàn toàn không có căn cứ. Những hình ảnh này là do người dân sống xung quanh khu vực mà đoàn phim đến quay đã chụp lại và đăng tải. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tò mò không rõ vai diễn của Khả Như đảm nhận trong bộ phim Vi Cá Truyền Diện tại sao lại có kết cục bi thảm đến như vậy, nhiều phỏng đoán được cộng đồng mạng đưa ra. Trước đó, vào tháng 11 năm 2017, nữ diễn viên từng bị bỏng cấp độ 2 ở vị trí má và cằm sau khi thực hiện màn thổi lửa tập luyện cho live show của Kiều Minh Tuấn. Sau thời gian điều trị, nữ diễn viên đã hoàn toàn bình phục. Ở thời điểm hiện tại, Khả Như là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất. Với khả năng diễn xuất của mình, nữ diễn viên hoàn toàn chinh phục khán giả bởi những vai diễn chân thực và thái độ làm việc hết mình. Hãy cùng chờ đón xem pha hành động dây cứng và câu chuyện lần sau những bi kịch mà nhân vật của Khả Như phải gánh chịu trong bộ phim Vi Cá Truyền Diện. Trên ra mắt khán giả từ ngày 26 tháng 10 trên kênh YouTube Quách Ngọc Thiên Official. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!